Nhắc đến những nghệ sĩ giàu có trong showbiz Việt không thể không kể đến Lý Nhã Kỳ. Mới đây, nữ diễn viên lại chứng minh độ vương giả của mình khi xây một căn siêu biệt thự đầy sang trọng, khiến ai nhìn vào cũng phải choáng váng. Trong dịp nghỉ dịch tại gia vừa rồi, Lý Nhã Kỳ đã khoe hầu hết các góc ở trong căn biệt thự của mình. Tòa nhà này được đặt tên theo tên của cô là Lean Tower, và với thiết kế màu trắng làm chủ đạo, có diện tích siêu rộng và được gia chủ đặt nhiều bàn ghế để tụ tập bạn bè. Điều đầu tiên phải kể đến chính là thiết kế phòng ăn kết hợp với phòng khách, tạo sự rộng rãi và thoáng đãng, cũng như cảm giác ấm cúng trong những lần tụ họp. Nhìn bàn ăn to như thế này đủ biết gia chủ giàu có như thế nào. Điểm nhấn tiếp theo đó là chiếc đèn chùm đầy sang trọng, cầu kỳ. Ngoài ra, tổng thể căn phòng có màu trắng nâu đồng điệu, được nhấn nhá bằng bức ảnh phóng to của Lý Nhã Kỳ và những chậu cây xanh sắp xếp rất hợp lý. Siêu biệt thự còn được Lý Nhã Kỳ thiết kế riêng, một phòng karaoke và xem phim vô cùng xịn sò. Ngoài ra, căn siêu biệt thự còn có sân thượng rất rộng, có thể tiếp đãi bạn bè đến chơi và cùng ngắm trăng. Bên ngoài ban công được cựu đại sứ quán du lịch đầu tư trồng nhiều cây xanh, mang đến mảnh xanh trong không gian sống. Đây cũng là khu vực cô yêu thích trong ngôi nhà, vừa ngắm cây cối, vừa thưởng trà và những món ngon bổ dưỡng. Hàng ngày cô dành nhiều thời gian để chăm sóc cây cối, trong đó có nhiều chậu sen đá. Trước đó, Lý Nhã Kỳ còn chia sẻ bản vẽ một số không gian khác như phòng ngủ. Người đẹp bày tỏ công trình này vắt kiệt sức của cô khi đến giai đoạn trang trí. Tuy vất vả nhưng cô hạnh phúc khi cơ ngơi mới được hoàn thiện đúng với mong muốn của Lý Nhã Kỳ. Bên cạnh tòa nhà Lean Tower mới xây dựng thì Lý Nhã Kỳ còn được gọi là bà trùm của bất động sản khi sở hữu rất nhiều bất động sản khủng như biệt thự Trần Lê Gia rộng gần hàng chục nghìn mét vuông dành cho mẹ, resort triệu đô ở Đà Lạt, nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở Vũng Tàu, biệt thự Giác Vàng ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.